Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã Hữu Khuông là 82,06%. Năm 2020, chỉ còn 63,47%. Trước năm 2015, Hữu Khuông vẫn còn tình trạng học sinh phải nghỉ học do gia đình quá khó khăn. Thì nay, 100% trẻ em trong xã đều đến trường. Từ một xã chỉ đạt 2 trên 15 tiêu chí nông thôn mới. Sau 5 năm, Hữu Khuông đã phấn đấu tăng thêm được 3 tiêu chí. Trong đó, có 2 bản đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. Cuộc sống của người dân Hữu Khuông hôm nay đang dần được nâng cao. Sự đổi thay từng bước, tuy chậm mà chắc ấy, bắt nguồn từ những nỗ lực sáng tạo của đảng bộ và các đảng viên nơi đây. Những năm 2010, Hữu Khuông là xã khó khăn nhất trên địa bàn huyện Tương Dương. Xa trung tâm, địa bàn ngăn cách, thông tin liên lạc hạn chế, giao thông đi lại khó khăn. Cả xã có 7 bản, thì 4 bản chưa có điện lưới quốc gia. Vào thời điểm đó, bà con dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú nơi đây sống biệt lập, chủ yếu tự túc, tự cấp. Giữa năm 2015, ông Vi Tân Hợi, lúc đó là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tương Dương, được phân công trực tiếp phụ trách xã Hữu Khuông. Những chuyến đi thực tế cơ sở ở đây đã khiến ông trăn trở không thôi. Đội ngũ cán bộ xã Hữu Khuông còn rất trẻ, nhiệt huyết. Nhưng làm thế nào để phát huy tối đa vai trò của đảng viên? Không những đưa kinh tế Hữu Khuông khá lên, mà hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng cũng phải vững mạnh hơn. Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình ra đời và được Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương phê duyệt thực hiện. Đảng viên ở đây là phụ trách hộ gia đình, nó phải làm cái gì ấy. Thì chúng tôi có giao nhiệm vụ rất cụ thể, đó là anh phải nắm bắt được toàn bộ cái thông tin của hộ gia đình. Cái thứ hai là anh phải là tuyên truyền, vận động, thuyết phục được hộ gia đình đó thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua, tuyên truyền thật sâu, thật rõ và thật sự là có kết quả. Thứ hai là vận động là phải mang lại hiệu quả cao, thuyết phục là phải thành công. Đảng bộ xã Hữu Khuông có 143 đảng viên, 11 chi bộ, trong đó 7 chi bộ thôn bản. Với phương châm một đồng chí cán bộ đảng viên phụ trách một hoặc nhiều hộ gia đình, định kỳ hàng tháng cán bộ đảng viên báo cáo tình hình kết quả phụ trách hộ gia đình cho chi ủy, đảng ủy. Các thông tin và kiến nghị đề xuất của cán bộ đảng viên cũng như hộ gia đình được chi bộ đề ra phương án giải quyết. Vấn đề nào chi bộ không xử lý được, đảng ủy viên phụ trách chi bộ báo cáo lên đảng ủy có giải pháp tháo gỡ. Trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã nêu rõ về nội dung công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người đảng viên thực hiện khi thực hiện mô hình này. Muốn tuyên truyền tốt thì bản thân của các đồng chí phải tốt, gương mẫu, từ đó là góp phần xây dựng chất lượng của người đảng viên và góp phần là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Huề Cọ là bản được chọn làm điểm chỉ đạo triển khai thực hiện việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình. Không chỉ là bản có tỷ lệ hộ nghèo cao, bản Huề Cọ còn phải đối diện với một vấn đề quan trọng nữa, đó là học sinh nghỉ học giữa chừng. Vì vậy, cùng với vận động người dân phát triển kinh tế, chi bộ quyết tâm chấm dứt tình trạng này của Huề Cọ. Sau khi nắm rõ thông tin, hoàn cảnh từng hộ gia đình, từ đảng viên phụ trách, chi bộ phối hợp ban quản lý bản tổ chức họp toàn dân. Qua những cuộc họp này, người dân đã hiểu rõ trách nhiệm của cha mẹ và quyền lợi được đến trường của con em mình. Đồng thời, khơi dậy tình đoàn kết trong cộng đồng, giúp đỡ các gia đình nghèo và cận nghèo vượt qua khó khăn, quyết tâm không để con em nghỉ học giữa chừng. Mỗi tháng là các đồng chí họp một lần, rồi là về nắm bắt tình hình những các hộ gia đình điều kiện khó khăn, gặp những khó khăn thì đồng chí đảng viên đó báo cáo với chi bộ là chi bộ sẽ dàn xếp cho mấy nhà đồng chí cám đó là giúp đỡ để gia đình đó xử lý những cái việc khó khăn đó.
Từ việc nắm rõ nguyên nhân, hoàn cảnh từng gia đình, các đảng viên chi bộ Hồi Cọ đã thường xuyên bám sát từng hộ, gặp gỡ từng người để tuyên truyền, thuyết phục các hộ có con em trong độ tuổi đi học, đưa các cháu đến trường học tập đầy đủ. Để nuôi 4 đứa con ăn học, đối với vợ chồng chị Mong Thị Lê, quả thật rất vất vả. Hai vợ chồng chỉ làm rẫy, trong nhà lại luôn thiếu thốn. Không ít lần anh chị nghĩ đến việc cho 1 đến 2 cháu nghỉ học. Nhưng với sự quan tâm của cấp ủy chi bộ, sự vận động của đảng viên phụ trách, các con của chị vẫn được tiếp tục đi học và học giỏi. Là nếu là mình gặp khó khăn là mình nhờ đến họ bên chi bộ là chi họ giúp gia đình tôi. Họ giúp gạo hoặc là công chi chi họ giúp. Họ tuyên truyền cho hai vợ chồng là dù khó khăn đến đâu cùng hai vợ chồng cùng phấn đấu nuôi con học. Sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của chi bộ và đảng viên phụ trách hộ gia đình, 100% con em đến tuổi đi học ở Hồi Cọ đều được đến trường, chấm dứt hoàn toàn tình trạng nghỉ học trước đây. Cùng với đó, người dân tự giác tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hộ nghèo của Hồi Cọ giảm từ 57 hộ năm 2015 xuống còn 34 hộ năm 2020. Sau khi Hồi Cọ thực hiện đạt kết quả, năm 2018, Đảng ủy xã Hữu Khuông quyết định triển khai mô hình ra tất cả các chi bộ còn lại. Phân công 13 đảng viên phụ trách hộ gia đình phù hợp năng lực từng đồng chí. Chi bộ bản Pùng Bón quyết định chọn xóa đói giảm nghèo làm khâu đột phá. Bởi cả bản có 78 hộ thì đã có tới 65 hộ nghèo. Những cuộc họp chi bộ thảo luận phương pháp thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện của các hộ gia đình luôn được các đảng viên quan tâm đặc biệt. Cấp ủy cũng đưa ra thi đua hàng năm để mà nhận xét đánh giá kiểm điểm từng đồng chí đảng viên qua cái công tác của đồng chí đảng viên đó để mà nắm bắt cái tình hình của các hộ gia đình, gắn cái trách nhiệm đó vào để mà xét cái thi đua kiểm điểm đánh giá xếp loại cuối năm. Sự tận tâm, nhiệt tình của các đảng viên phụ trách đã mang lại đổi thay cho Pùng Bón. Trong 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo trong bản đã giảm gần 50%. Năm 2020, bản Pùng Bón chỉ còn 40 hộ nghèo. Dưới sự tư vấn, hướng dẫn của người phụ trách, ông Lữ Văn Thanh ở bản Pùng Bón đã chọn nuôi vố béo gia súc. Cần cù, chăm chỉ, không những giúp đời sống ngày càng khấm khá hơn, mà từ 3 năm trước, gia đình ông Thanh đã bước ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Nghe ban quản lý và đảng phỏng vấn cho tôi là nghe là tuy là đi bay bốn với họ, họ cho tôi là 20 mấy triệu, tôi là đi nuôi cháu bò, bây giờ là tôi nuôi được 10 mấy con. Tôi được chi bộ phân công cắm phụ trách tuyên vận động 7 hộ gia đình. Ban đầu thì bản thân lo lắng, sao là xoay sở, sao là vận động, là tuyên là xoay cái tìm hiểu cái nguồn vốn á, để mà hướng dẫn cho họ, để họ vay vốn về mà đầu tư khai hoang. Là tất cả các 7 hộ là ai có ruộng làm khai hoang là đủ ăn rồi. Để mô hình tại các chi bộ thành công, xã Hữu Khuông đã phân công đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ. Đảng ủy viên được phân công theo dõi, giám sát chi bộ, phải chịu trách nhiệm về phần việc mình đảm nhận trước ban chấp hành đảng bộ. Sự tham gia thường xuyên của các đảng ủy viên không những giúp mỗi người bám sát địa bàn, cọ sát thực tiễn, mà còn phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở. Hàng tháng là có cái chi bộ báo cáo trực tiếp với là đồng chí đảng ủy viên về những khó khăn của các hộ gia đình được phân công phụ trách, ví dụ như là về cái nguồn vốn, rồi là về cái hỗ trợ về cái kỹ thuật, rồi là từ đó là đảng ủy viên là sẽ nắm bắt tiếp thu cái ý kiến từ chi bộ và từ đó là có thể đề xuất lên đảng ủy giải quyết những khó khăn vướng mắc đó. Đảng viên nào có thể là hiểu biết một tí là phân công để cắm các hộ gia đình mà cực kỳ khó khăn và
ta cũng phải phân công cho phù hợp. Chúng tôi cũng định hướng cho họ những cái khúc mắc, những cái kết quả mà họ không đạt được là để đưa ra cái giải pháp để cùng tập thể chi bộ và cùng nhau giải quyết. Từ cách làm này, tất cả cán bộ, đảng viên phụ trách gia đình theo sự phân công của cấp ủy muốn hoàn thành nhiệm vụ đều phải nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Đồng thời, đảng viên phải chủ động đến với các hộ gia đình, đến chi bộ được phân công phụ trách với phương châm ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. Phải thực hiện bám sát cơ sở, rồi là có những cái giải pháp có hiệu quả để xây dựng cái tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là hướng tới nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên ở tại cơ sở đủ sức chiến đấu và đảm bảo được cái quá trình tham gia chỉ đạo gắn trách nhiệm của người đảng viên đối với việc phụ trách hộ gia đình trên địa bàn. 5 năm qua, mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình ở Hữu Khuông đã thực sự phát huy hiệu quả. Toàn xã hiện có 10 mô hình kinh tế, trên 17 km đường giao thông liên bản. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. 152 hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 3,7%. Đảng bộ Hữu Khuông đạt nhiều thành tích trong xây dựng tổ chức, phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hữu Khuông, từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, khó khăn nhất của huyện Tương Dương, đang vươn lên từng ngày. Những bài học kinh nghiệm từ Hữu Khuông trong 5 năm qua là cơ sở để Tương Dương triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. Để nhân rộng, triển khai ra ở các địa bàn khác cho nó có hiệu quả, thì cần phải cái tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của các cơ quan có liên quan từ huyện cho đến cơ sở, vận dụng cái lồng ghép các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của nhà nước một cách cái tổng thể để mà nhân dân là chủ động vươn lên cái thoát nghèo. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Câu nói sâu sắc đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đảng viên xã Hữu Khuông cụ thể hóa thành hiện thực trong cuộc sống hôm nay. Những gian khổ đã qua hay những khó khăn sắp tới cũng là thử thách để đảng bộ và mỗi người dân Hữu Khuông đoàn kết vượt qua, là nền móng để xây dựng niềm tin về một Hữu Khuông ngời sáng trong ngày mới.